Thực ra thì tôi là một người chị và cũng là một người thân của Phi Vũ. Tôi thấy bà đó là bà rất là ác. Bà đi lên trên mạng, bà nói nó tầm bậy tầm bạ, bà chà đạp nó. Bà chà đạp nó, ha? Bà nói là nó nợ tiền bà. Trong lúc trong phim của Hằng Kali, nó nói là nó không nợ bà. Lý do tại sao? Giữa bà nó hiểu, ok? Bà với nó chắc là cũng là ăn nằm với nhau, cho nên á, bà mới trả tiền cho nó 10 năm nay. Hôm nay bà lại vì nó về nhà Hằng Kali ở, bà ganh tức, bà đòi tiền lại nó. Thì nó cũng trả cho bà mà. Nhưng mà bà đâu có chịu để mở nhà kho ra để cho nó lấy rồi Hằng nói chuyện với bà đâu. Lý do bà muốn giữ là bà muốn ăn nằm với nó đó, bà muốn làm tình với nó, đúng không bà? Rồi còn bà còn dám chối không? Chính bà với thằng Vi Vũ đó là vô nhà con già Hằng, hai người ăn nằm với nhau, làm tình với nhau, bà dám chối không? Rồi còn nữa, người ta gặp bà ở dưới suối á, bà cho nó hút, rồi bà lên xe nó, bà với nó hai người làm tình ở dưới suối luôn. Chính người hôm lát nói bà buông tha nó ra đi, bà hãy cho nó về lại nhà Hằng ở đi cho nó tốt đi. Thiếu gì người để bà theo, mà tại sao bà đi theo nó? Bà dành đi, bà không bỏ nó ra là tôi sẽ tới nhà bà đó, tôi sẽ cho chồng bà biết, để mấy đứa con bà biết luôn á, coi xấu ai thì bà biết. Còn bây giờ bà muốn đưa nó ra tòa lấy tiền đâu nó đưa bà, cho nên bà làm ơn bà trả lại cái nhà kho lại cho nó, ok? À, rồi bà để cho nó yên ổn, cho nó sống trong nhà Hạnh đi, cho nó có một tương lai tốt đi. Bà đừng có nghĩ là bà ích kỷ, bà muốn nó ha, để cho bà làm tình với nó, bà đi theo nó. Ôi bà ơi, bỏ đi, ok? À, mà còn không buông tha nó ra nữa thì tôi lên trên mạng tôi còn quậy bà nữa đó, ok? Rồi thôi tôi chỉ nói, rồi còn một cái nhà kho nữa, bà làm ơn, bà trả lại cho nó, ok? Bà, lý do bà không trả lại cho nó là bà muốn giữ nó, để cho nó đi lại với bà, để lúc cần bà làm tình với nó hả bà? Bà đừng có làm như vậy, ok? Thả buông tha nó ra, buông tha nó ra. Còn bà muốn sống nữa là có ngày tôi đem cái video tới cho chồng bà với con bà coi đó, ok bà? Rồi tôi chỉ nói nếu vậy thôi, làm sao á là ba còn quậy nữa, là tôi còn quậy thêm nữa, ok? Còn bà muốn đưa nó ra tòa, bà chỉ có tốn tiền thôi bà ơi, thằng tòa nào nó xử cho bà, xử là lấy tiền đâu nó đưa cho bà. Bà chỉ nói tầm bậy ở trên mạng á với người Việt Nam thôi, những người sống ở nước ngoài á không có đâu bà, ok? Rồi tôi bye bà. Lần cuối cùng tôi yêu cầu bà hãy trả cái nhà kho lại cho thằng Duy Vũ. Rồi á, bà hãy thả nó ra. Còn nếu bà không thả nó ra nữa, tôi sẽ đưa cái đoạn phim bà với thằng Vi Vũ ăn nằm ở dưới suối cho người ta coi, coi ai nhục hơn ai, ok? Tôi chỉ nói tới đó thôi đó, rồi bà tự bà suy nghĩ đó. Hãy thả nó về nhà lại, đừng có giữ nó nữa, ok? Bà Jenny, tôi cảnh cáo bà đó, ok? Nếu bà không muốn xấu. Còn nếu mà bà muốn nữa, tôi sẽ đăng cái clip mà bà với thằng Vi Vũ ăn nằm ở dưới suối để cho chồng bà coi luôn. Ok.